Ngày 27 tháng 3 năm 2019, huyện Cam Lộ đã phát động chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kết hóa gia đình đến các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng có mức sinh cao năm 2019. Theo đó, chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản kết hóa gia đình năm nay được huyện Cam Lộ triển khai tại địa bàn 4 xã thị trấn, gồm Cam Hiếu, Cam Nghĩa, Cam Tuyền và thị trấn Cam Lộ. Mục tiêu của chiến dịch là huy động các cấp các ngành, đoàn thể, tăng cường tuyên truyền vận động và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản kết hóa gia đình đến tận người dân ở vùng có mức sinh cao và vùng khó của huyện. Trong đó, đảm bảo 90% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thuộc địa bàn chiến dịch được cung cấp thông tin, tư vấn nâng cao hiểu biết về chăm sóc sức khỏe kết hóa gia đình. 100% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được áp dụng các biện pháp tránh thai an toàn cũng như điều trị các bệnh phụ khoa thông thường, góp phần nâng cao chất lượng dân số, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu về công tác dân số năm 2019. Ngay sau lễ phát động, đông đảo chị em phụ nữ được tư vấn về sức khỏe sinh sản, khám phụ khoa, cấp phát thuốc miễn phí.